Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình này, Claim 185 tóc cần có cái hiệu là XFP. Đây là một cái ví Sophie Wallet nha các bạn. Đây là một cái ví này là đối tác của sàn Binance, Uniswap và Dot. Các bạn để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả mình, các bạn download về một cái app nha các bạn. Thì ở đây thì các bạn click phần link mô tả mình, nó có hiện ra ba dòng App Store, Google Play, Android. Thì các bạn nào hệ điều hành máy nào thì các bạn nhấp vào các bạn. Mình thì hệ điều hành Sydney Android thì mình nhấp vào Sydney, các bạn tải về một cái app nha các bạn. Khi các bạn nhấp vào nó chuyện gì, các bạn về Sydney các bạn sẽ tải về một cái app mà. Vì mình đã tải rồi, sau khi các bạn tải về xong các bạn mở app, mình hướng dẫn cho các bạn tạo tài khoản nha. Rồi mình hướng dẫn các bạn Claim luôn. Rồi các bạn mở app lên. Rồi đây thì có hai một là phần ví mềm và phần ví cứng, nên mình khuyên tất cả các bạn làm phần ví mềm các bạn. Phần ví cứng thì mình không biết. Rồi các bạn bấm vào tiếp theo. Rồi thì các bạn nhập vào mật khẩu, các bạn có 8 chữ. Ít nhất có 8 chữ cái, các bạn gì mật khẩu mình che lại các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào tùy điều khoản các bạn. Thì các bạn tiếng Việt không các bạn cứ đọc các bạn. Rồi bạn bấm vào xác nhận các bạn. Rồi đây thì có hiện hình vẽ của tất cả các bạn, thì các bạn cái hình vẽ đi bằng mặt ví của bạn thì các bạn nhấp vào hình vẽ các bạn, vì mình che hình vẽ mình lại luôn. Rồi sau khi các bạn vẽ một cái hình vẽ và xác nhận lại một cái hình vẽ hai lần nha các bạn, chúc mừng đã đăng ký, sẵn sàng bắt đầu hành trình Sophie. Rồi các bạn bắt đầu vào Sophie. Rồi các bạn bấm vào bạn không chối cứng. Đây thì bạn bấm vào đi tạo ví này các bạn. Phá các bạn chờ mình chút nữa không? À các bạn ơi, mình lộn các bạn ơi, đây là bạn không có phần ví cứng, đi tạo ví này là những người nào mà có phần ví cứng các bạn, nhấp vào phần ví cứng thì đi tạo ví, còn mình đó ví phần mềm thì các bạn nhấp vào các bạn. Đây thì nó có hai mục, là mục tạo ví nè bạn, nhập dữ liệu, nhập cụm từ qua ghi nhớ, nhập mã khóa quyền, nhập qua chế độ quan sát. Thì các bạn bấm vào mục nhập file dữ liệu, vui lòng nhập mật khẩu, bỏ khóa ok. Rồi phan các bạn, đây mình tìm hiểu chút xíu các bạn. Vì trên email mới vừa gửi về mình hướng dẫn các bạn luôn. Rồi các bạn bấm vào phần tạo ví nha các bạn. Rồi vui lòng các bạn nhập mật khẩu dễ nhớ cho các bạn. Mật khẩu này để rút tiền các bạn. Rồi sau khi các bạn nhập mật khẩu xong các bạn bấm xác nhận nha các bạn. Rồi tên ví thì các bạn tự đặt nha các bạn. Mình là ví sao khuya. Thì các bạn tự đặt với bạn. Đây thì có giọng thứ hai có 12 cụm từ và 24 cụm từ, các bạn nên chọn 12 cụm từ cho dễ nhớ các bạn. Rồi các bạn nhấp vào điều khoản các bạn. Bạn có thể tạo ví nhiều lần một cái cụm từ như vậy giống nhau. Sau khi đã thiết lập cụm từ này, phải các bạn để mình bắt lại. Rồi để mình nhấp lại các bạn. Rồi các bạn nhập mật khẩu luôn các bạn. Để mình... Rồi các bạn bấm xác nhận này các bạn. Rồi nhập tên ví là Sophie nè. Các bạn tên tôi đặt các bạn. Rồi đây 12 và 24 cụm từ mình chọn 12 nha các bạn. Rồi tất cả các bạn bấm nút xong nha các bạn. Rồi sau khi tất cả các bạn xong thì các bạn nhớ sao lưu cụm từ ghi nhớ của tất cả các bạn, để sau này các bạn có thể chuyển qua điện thoại này hoặc điện thoại kia thì các bạn có thể khôi phục cái ví này là bạn. Nó thì cũng tương tự như cái ví Chuck Wallet, ví Chainlink thôi các bạn. Rồi các bạn bấm sao lưu 12 cụm từ nha các bạn. Rồi tất cả các bạn nhấp vào ba dấu tích, các bạn bấm vào đã hiểu nha các bạn. Rồi mình che 12 cụm từ lại. 12 cụm từ các bạn bấm nút tiếp theo nha tất cả các bạn. Rồi các bạn sắp xếp 12 cụm từ lại Iran như trên màn hình nha tất cả các bạn. Số 1 thì cái gì thì các bạn nhấp vào các bạn. Vì mình che lại nha các bạn. Sau khi tất cả các bạn sắp xếp 12 cụm từ xong, các bạn bấm vào nút tiếp theo nha tất cả các bạn. Đã ok, như vậy là mình đã đăng nhập vào, mình đã không có cái ví sau khi nha tất cả các bạn. Một cái ví này là đối tác của Binance nha tất cả các bạn, rất là và Uniswap và John đối tác của nhau các bạn. Rồi các bạn bấm vào Claim nha các bạn. Đây thì để Claim được những cái tốc cần thì các bạn bấm vào một chi việc, bấm vào Claim nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào Claim Fee nè các bạn. Rồi các bạn bấm Claim More nè, mình đã nhận được 20 Claim tốc cần SFB nè các bạn. Rồi các bạn chỉ việc nhắm vào Claim tiếp tục nè các bạn.
đây thì nó kêu Duo Telegram. Rồi thì các bạn nhiệm vụ thì các bạn join vào nhấp vào một Bluetooth Telegram thì các bạn join vào kênh Telegram nghe các bạn. Kèo này khá là ngon đó các bạn. Các bạn gì việc tạo một cái ví để đó nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm nút start nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc bắt up lại thôi nha các bạn. Sau khi bấm start xong các bạn mới up lại, các bạn mở cái ví ra nè các bạn. Thì các bạn chỉ việc điền lại một username Telegram của bạn, các bạn vào ba du lịch vào setting copy username tất cả các bạn nha các bạn. Nó cộng anh 1133 nữa các bạn. Rồi các bạn bấm vào claim for free các bạn. Để cho nó. Ok, username. Sao không được rồi. Username Sapphire Telegram group. Bây giờ lại các bạn. Rồi các bạn điền lại một username trên Telegram group đó các bạn. Cộng anh 1133 nữa các bạn. Rồi kêu này chắc không được rồi. Để mình thử lại một cái nữa các bạn ơi. Rồi username này không được rồi. Mình để mình tìm hiểu sau các bạn. Rồi 300 này thì Foxy BB Holder thì các bạn nhấp vào claim thôi. Ôi cái này thì không được rồi các bạn ơi. Cái này các bạn phải phải mua cái ví của nó các bạn. Mua ví lạnh ví cứng của nó các bạn bỏ vào trong này luôn các bạn. Rồi cái mục này thì cái mục nhận 50 tất cả SFB này thì các bạn phải swap những cái đồng coin như là BNB các bạn từ 100 đô các bạn mới nhận được 50 tập cần SFB này các bạn. Thì đây không được. Rồi các bạn có một gapper đây thì các bạn nhấp vào dưới cái phần link mô tả của mình, các bạn copy cái gapper cái mã code của mình các bạn paste vào đây nha các bạn. Rồi bấm claim free thì các bạn sẽ nhận được 25 tập cần các bạn, mình có để dưới phần link mô tả cho các bạn đó. Rồi các bạn mới đập tiếp tục nè. Này deposit, cái này thì các bạn phải nạp vào một lượng ga nhỏ ETH để bao nhiêu ta. Chỉ cần các bạn nạp vào một lượng ga ETH của nó thì các bạn sẽ claim được, sẽ nhận được 25 token ETH. Rồi ở đây thì deposit BNB nữa. Download Sophie App Wallet, rồi các bạn bấm claim nha các bạn. Rồi bấm claim nè. Nhiệm vụ này khó quá ta. Sao có 20 người ta. Đây thì mình để mình nhập cái số cái phơi của bạn mình vào nha các bạn. Mình claim nó kìa. Claim for free. Rồi mình đã nhận được 45 tốc cần rồi các bạn. Rồi để deposit Sean. Rồi các bạn join vào kênh Telegram group nữa. Invite code. Phan phan các bạn chờ một chút xíu các bạn. Này join Sapphire Rapper Program. Thì mình đã nhận rồi. À nó hiện ra từ từ các bạn ơi. Rồi các bạn bấm vào claim for Sapphire Rapper đây các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter của mình nha các bạn. Thì các bạn cứ làm thì nó hiện ra từ từ các bạn. Đơn giản nha các bạn. Chào này mình nghĩ là khá là ngon đó bạn. Các bạn chỉ việc theo dõi nha các bạn. Các bạn cố gắng chia sẻ dự án này nha các bạn. Rồi các bạn chỉ việc like và tự quyết nha các bạn. Test lại nè, các bạn mới đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn điền lại username tờ Twitter của mình nha các bạn. A cộng MMO Ngọc Anh. Các bạn lưu ý nha các bạn. Một con tóc cần này sau khi nó list sàn nó mới trả cho tất cả các bạn rút được các bạn. Claim free. Hiện tại như mình ví dụ như là nó phá con chắc của mình lợi vậy đó.
Có 65 rồi. Pixel. Việc làm gì ta? Rồi các bạn việc join vào kênh Telegram này nha các bạn. Hồi nãy mình join vào cái ấy của nó nên lộn. Bây giờ mình ok mình join vào username Telegram mình. Ok, để mình dịch qua các bạn ơi. Rồi nha các bạn phải bấm vào một chữ vô, các bạn bấm nút start xong các bạn trả lời chữ ok nha các bạn. Hồi nãy mình vì tiếng Anh của mình cũng nên mình điền username Telegram các bạn. Một ok, ok. Các bạn lưu ý nha các bạn, chữ ok các bạn chỉ bấm chữ o với chữ k được các bạn. Rồi, như vậy là ok nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Rồi các bạn mở giấy ra nè các bạn. Các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn vào nha các bạn. Cộng anh 1133 nè các bạn. Các bạn cố gắng làm cầu này các bạn. Sau khi nó list sàn Binance hoặc là chất. Rồi bấm claim nè. Uniswap giá khá là cao các bạn. Ok. Đâu ta? Mạng lát như ta? Telegram bot scam in your BTC, YouTube scam bot Anglita. Này, nó kêu claim join vào hai kênh nhưng mà mình không có thấy hai kênh các bạn ơi. À, join kênh group kênh seller nữa các bạn, thì các bạn join vào các bạn. Ở đây thì nó hẹn gì sao mình copy được mà các bạn join ra các bạn. Chết rồi. Sau khi các bạn join vào hai kênh của nó rồi các bạn bấm vào go to Telegram, bấm vào ok, các bạn claim username các bạn. Đây thì mình đã mình tìm cái hai cái link của nó, nếu mà có thì mình để dưới phần link mô tả các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn bấm vào go to Telegram, bạn bấm chữ ok các bạn. Rồi bạn bấm điền username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Là các bạn sẽ nhận được 85 token SFB các bạn. Phan các bạn, đây mình tìm xuống nữa các bạn. Download Sophia Wallet. Rồi tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter nè. Này nãy em follow rồi ơi. Lộn. Lộn các bạn. Đã claim rồi nên nó hiện hai dòng này rồi. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn claim con tóc cần ít FB này đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình sẽ có khi nào có thông báo thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn tiếp theo cho tất cả các bạn nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha. Thì các bạn cứ claim vậy đi.